Pho tượng Bồ Tát đổi màu theo thời tiết, ánh sáng, nhiệt độ. Pho tượng Bồ Tát đổi màu này là một báu vật của Việt Nam. Pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đặc biệt quý hiếm, tượng có tên đầy đủ là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Nguyên Thể, Phật giáo Mật Tông hệ Kim Cang Thừa. Sở hữu trong tay một báu vật kỳ lạ có thể đổi màu theo thời tiết, theo ánh sáng khiến anh Huỳnh Hữu Lộc 42 tuổi, ở xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, từng sở hữu bộ sưu tập độc nhất vô nhị là 5.200 chiếc cối đá các chủng loại lại một lần nữa trở nên nổi tiếng. Bức tượng Bồ Tát đặc biệt đổi sắc được anh công bố có nguồn gốc kỳ lạ, và cũng có một số phận kỳ lạ không kém. Lý giải nguồn gốc pho tượng Bồ Tát đổi màu độc nhất vô nhị. Anh cho biết pho tượng Bồ Tát đổi màu này là một báu vật của Việt Nam. Pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đặc biệt quý hiếm, tượng có tên đầy đủ là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Nguyên Thể, Phật giáo Mật Tông hệ Kim Cang Thừa. Tượng được đúc bằng đồng đổi màu, diện đổi sắc, có chiều cao 52cm, đường kính trung bình 17cm, nặng 9kg, có thần thái, hoa văn theo phong cách đôn hoàng đời nhà Đường ở Trung Quốc, với tay trái an úy ấn, tay phải hộ thân ấn. Pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đặc biệt quý hiếm, tượng có tên đầy đủ là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Nguyên Thể Phật giáo Mật Tông, hệ Kim Cang Thừa. Theo lời anh Lộc kể lại thì cha anh là Huỳnh Minh, người Huế từ nhỏ đã xuất gia làm đệ tử của sư thầy Thích Tịnh Khiết, thường xuyên ở trong cung Diên Thọ cung đình Huế. Nhưng hơn 40 tuổi vì nhiều lý do lịch sử, cha anh không tu tập nữa, xây dựng gia đình và sinh ra con cái. Sau năm 1975, cả gia đình về Nha Trang sinh sống. Năm 2012, trước lúc mất, ông cho gọi con cháu lại và giao cho anh pho tượng này và một cái lư hương, cũng bằng đồng mà ông gọi là báu vật, kèm lời khuyên nhủ hãy gìn giữ, như một nguồn tài sản quý giá không thể so sánh với vàng hay đồng đen. Mọi người trong gia tộc cũng rất bất ngờ vì ông đã giữ kín mấy chục năm qua, nay mới cho biết và trao lại cho anh, kèm bản di chúc hợp pháp trước lúc ông qua đời. Lý giải về nguồn gốc pho tượng đặc biệt này, anh Lộc cho biết có một nghệ nhân làm nghề đúc đồng nổi tiếng ở Hà Nội đã xem và cho rằng pho tượng có nguồn gốc hơn 200 năm và được chế tác dưới chất liệu đồng đổi màu, diện đổi sắc, đây là chất liệu đã thất truyền từ lâu. Do đó, pho tượng vô cùng quý hiếm không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Cũng theo anh Lộc, Thượng tọa Thích Từ Nghiêm trưởng Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, một chuyên gia sưu tầm và đang lưu giữ, phụng thờ 200 pho tượng cổ ở chùa Phổ Đà, Đà Nẵng sau khi xem qua pho tượng, thượng tọa cho rằng những tượng Phật đúc bằng đồng quý như thế này, chỉ có ở trong cung vua chúa, do đó rất có khả năng pho tượng này được thờ trong kinh thành Huế, ở thời kỳ nhà Nguyễn. Anh Lộc cũng cho biết, tượng Bồ Tát và cái lư bằng đồng là do Hoàng hậu Đức Từ Cung tặng cho cha ông khi rời kinh thành đi theo sư thầy Thích Tịnh Khiết. Anh Lộc thờ pho tượng hơn 2 năm nhưng chưa công bố, mới đây anh bất ngờ công bố với dư luận về pho tượng lạ này. Chỉ trong một thời gian ngắn, có rất nhiều người dân hiếu kỳ từ khắp nơi đổ về đề mục sở thị, pho tượng được xem là độc nhất vô nhị, này và nhiều đại gia đã ngỏ ý muốn mua pho tượng với giá hàng tỷ đồng, nhưng anh Lộc nhất quyết không bán. Anh Lộc cho biết, có rất nhiều người trả mua pho tượng với giá cao nhưng với ai tôi cũng từ chối. Theo tôi nghĩ, quý vật tìm quý nhân, chứ không phải quý nhân tìm quý vật nên việc tôi may mắn sở hữu được pho tượng Phật cũng là điều như vậy. Bây giờ, ai trả giá có cao đến cỡ nào tôi cũng không bán. Với tôi, pho tượng này là vô giá. Trước mắt, để thực hiện trọn lời di huấn của cha, anh Lộc đã cẩn thận phục dựng ngôi nhà cổ Huế xưa và đặt pho tượng rất trang trọng trên bàn thờ gỗ uy nghi, lồng trong hai lớp tủ kính cường lực vững chắc. Đồng thời triển khai hệ thống bảo vệ kỹ lưỡng, cùng với sự hỗ trợ của 16 thợ làm đá, thợ làm nhà cổ, mà anh mời về từ Huế, Đà Nẵng, Phú Yên. Ha ha ha,